Danny Welbeck rất trống trải. Cơ hội dứt điểm. Tỷ số được mở cho các thủ Brighton và không ai khác đó là Pascal Gross. Sự bình tĩnh của các thủ chủ nhà và sự lạnh lùng trong pha dứt điểm của cầu thủ mang áo số 13 đã khiến cho mảnh lưới của Meslier phải rung lên. Với các thủ Leeds United thì họ đang phàn nàn rằng Danny Welbeck rơi vào thế viên vị, nhưng có lẽ là không. Có lẽ là không có lỗi viên vị của Danny Welbeck. Như vậy là có vẻ như không có lỗi viên vị của Danny Welbeck. Bàn thắng của Pascal Gross đã được công nhận. Những cơ hội đang bắt đầu được mỏng biển tạo ra về cầu môn của Wolverhampton. Joshua dứt điểm và Adam Lallana. Lallana đã điền tới mình lên bảng tỷ số. Adam Lallana dễ dàng có một cú dứt điểm và góc cao đánh bại thủ thành Joshua. Trước đó Mitoma và Chosa đã hợp với nhau ăn ý để mở ra thời cơ cho Adam Lallana. Chosa, Martinelli, Martinelli! Cuối cùng thì bàn thắng ở tỷ số cũng đến với các cầu thủ Arsenal ngay phút thi đấu đầu tiên của hiệp 2. Một tình huống triển khai bóng rất nhanh của Arsenal. Leandro Chusa đã có một đường truyền phải nói là vô cùng tinh quái và xuất sắc. Anh đưa được trái bóng qua khe chân của Harisuta để giúp cho Gabriel Martinelli có được cơ hội vô cùng thuận lợi. Và cầu thủ người Brazil cũng đã không bỏ lỡ cơ hội này. Một dứt điểm quá xuất sắc của Gabriel Martinelli. Granit Xhaka, khoảng trống dành cho Leandro Chosa. Chosa làm gì? Cơ hội 3-0 cho câu lạc bộ Arsenal và đó là Martin Odegaard. Tiếp tục là Saka nổ súng và Odegaard cũng đã nổ súng. Mọi thứ đang diễn ra rất đơn giản với Arsenal. Leandro Chosa đã thoát xuống rất nhanh ở bên lan can trái và khoảng không gian đã được mở ra ở tuyến hai. Đường chuyền ngược trở ra rất đơn giản, không ai theo kèm Martin Odegaard cả. Rosa dứt điểm và lần này thì không gì có thể từ chối được bàn thắng của Arsenal. Gabriel có một cái duyên tuyệt vời sau những lần đối đầu với Fulham. Anh đã ghi bàn vào lưới Fulham trong cả trận lượt đi và đến bây giờ là trận lượt về của giải năm nay. Bóng treo vào một vị trí có rất đông cầu thủ nhưng Gabriel là người đã bật lên cao nhất, bật lên giữa nhóm các cầu thủ Fulham và tạo ra bàn mở tỷ số này cho Arsenal. Bóng nhanh cho Arsenal. Granit Xhaka, Rosa đưa bóng vào, đánh đầu. Những tình huống bóng bổng đang là thứ vũ khí quá lợi hại mà Arsenal tạo ra trước Fulham.
Tỷ số được nâng lên 2-0 với pha lập công của Gabriel Martinelli. Đáng chú ý nhất chính là tình huống toan pressing này của Arsenal. Các cầu thủ của họ đã chơi với sự tự tin và tính hiệu quả rất cao. Rosa có bóng, Martinelli di chuyển giữa hai hậu vệ của Fulham, những người đã dành quá nhiều sự quan tâm cho tình huống này. Một tình huống chuyền bổng đặt quả bóng thẳng vào đầu của Martinelli được thực hiện bởi Trossa. Martinelli dù không cao nhưng anh đã có được lợi thế trước Robinson. Thomas Partey, Gabriel Martinelli, Trossa, Odegaard chân trái vào, không thể cản phá, đơn giản là không thể cản phá. Lại một lần nữa là tình huống đoạt bóng tốt của Arsenal với Thomas Partey là điểm nhấn. Trossa ngày hôm nay đã chơi tuyệt hay, hat-trick kiến tạo của Trossa. Còn ở phía trong, Martin Odegaard ở thời điểm mà đội bóng của anh đã dẫn trước Fulham với cách biệt an toàn. Và với khoảng trống này cho Odegaard thì anh xử lý quá đơn giản với Martin Odegaard. Không chê bóng, đẩy sang và dứt điểm như chỗ không người. Điều đó khiến cho Rob Holding không phải nhận quá nhiều áp lực. Trossa, Granit Xhaka. Không dành cho Arsenal. Vệ con thoi và thường xuyên có tình huống xâm nhập vòng cấm. Trong tình huống vừa rồi anh là người thậm chí còn nhô cao hơn Trossa khi mà Trossa đã giật về. Pha phối hợp cực kỳ nhịp nhàng. Bàn thắng thứ 6 ở trong mùa giải năm nay của Granit Xhaka và là bàn thắng thứ 4 của anh tại giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Jesus được chuyền tốt cho Trossa. Lần hiếm hoi mà Trossa có mặt trong vòng cấm địa và tỷ số được nâng lên 3-0. Lại là Gabriel Jesus. Jesus đã nhận bóng từ Rob Holding và có một tình huống phối hợp mẫu mực với Leandro Trossa. Bộ đôi này đã tìm thấy nhau giữa một rừng các cầu thủ áo vàng. Pha phối hợp rất hay của Arsenal. Tình huống kiến tạo thứ 3 của Trossa cho Arsenal tại Premier League mùa này. Là cầu thủ người Bỉ, Leandro Trossa. Cơ hội dứt điểm cho Rob Holding vào. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-3 cho Arsenal. Thời gian không còn nhiều nhưng hy vọng vẫn được thắp lên. Pha phối hợp tốt giữa Leandro Trossa và Jorginho. Những cầu thủ được huấn luyện viên Mikel Arteta tung vào sân từ băng ghế dự bị đã tạo ra được cơ hội vừa rồi cho Rob Holding. Một pha dứt điểm sắc nét đến từ trung vệ của Arsenal. Như vậy vào giai đoạn cuối mùa giải thì những cầu thủ cũng sẽ gặp những vấn đề về thể lực. Bukayo Saka rất khéo. Một bàn thắng mà Bukayo Saka đã thể hiện được đẳng cấp của mình. Một pha dừng bóng và có thể thấy rằng má phành của Bukayo Saka rất ăn. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống mà Thomas Partey là người đã có được đường chuyền. Pha bật tường của Odegaard và Trossa. Lần này là đội trưởng Kilman chứ không phải là Bueno đã bị qua mặt.
Koeman là một mẫu trung vệ cao to. Chiweo lúc này còn rất trẻ, tương lai anh có thể khẳng định vị trí của mình. Chô sắt, anh đang chờ các đồng đội băng lên. Có bây giờ mới có bàn thắng thứ 87 cho Arsenal tại giải đá Hoàng Anh mùa giải năm nay, giống hệt mùa giải mà họ đã có được một chiếc vô địch bất bại. Đáng tiếc ở mùa này thì Arsenal chỉ có thể về nhì. Một pha bóng mà Chosak đã xử lý rất tốt và thực hiện một đường truyền tuyệt vời để cho Gabriel Jesus đánh đầu tung lưới thủ thành Jose Sa. Đây là lần thứ tư ở trong trận đấu này mà thủ thành người Bồ Đào Nha phải vào lưới nhận bóng rồi.